Xin chào mọi người, tôi tên là Chantal Nguyễn. Tôi vừa hoàn thành bản tin bất động sản Homeward Bound cho tháng này. Trong số báo tháng này, tôi xin chia sẻ về cách tôi ăn mừng lễ kỷ niệm ngày độc lập với gia đình. Trong năm mới này, chúng tôi muốn quyên góp 50.000 đô la cho tổ chức Search Homeless Services. Như các bạn đã biết, những người vô gia cư, nam và nữ, người già và trẻ em sẽ có thể tìm được một nơi ở lâu dài với sự giúp đỡ của Search. Nhưng Search chỉ có thể hoạt động bằng những tài trợ và quyên góp. Vì thế, cùng với các nhà hảo tâm khác, chúng tôi luôn đóng góp một phần thu nhập từ việc kinh doanh. Vì vậy, những lời giới thiệu nhiệt tình của các quý khách và thân hữu sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người vô gia cư thiếu may mắn trong cộng đồng chúng ta. Nếu các bạn biết ai đó muốn mua hoặc bán nhà, xin vui lòng giới thiệu đến chúng tôi để có được những dịch vụ xuất sắc nhất từng được giải thưởng, và đồng thời giúp đỡ những người vô gia cư ở trong vùng Houston. Các bạn hãy vào trang helpinghoustonhomeless.com và điền các thông tin của những người thân quen mà các bạn biết đang có ý định thay đổi chỗ ở. Hoặc có thể gọi cho tôi với số điện thoại 832-526-8888. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin tháng 7. Chúc các bạn một cuối tuần thật là vui.